Trong video này, mình muốn tập trung vào một vài phương pháp khác để phân tích đa thức thành nhân tử. Và cụ thể, mình muốn tập trung vào đa thức bậc 2 mà hệ số bậc cao nhất không phải là 1. Ví dụ, nếu mình muốn phân tích 4x bình phương cộng 25x trừ 21. Mọi đa thức mà ta đã phân tích thành nhân tử trước đó đều có hệ số bậc 2 là 1 hoặc trừ 1, trong khi đây là 4. Đột nhiên có hệ số 4 ở đây. Hôm nay mình sẽ chỉ bạn phương pháp phân tích bằng cách nhóm hạng tử. Nó hơi phức tạp hơn những gì mà bạn đã học trước đó, nhưng nó lại là một mẹo rất hay. Và đến lúc nào đó, bạn sẽ không cần nó nữa khi học về công thức nghiệm bậc 2, vì công thức nghiệm bậc 2 sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng tóm lại là nó như sau, mình sẽ chỉ bạn kỹ thuật này, và đến cuối video mình sẽ giải thích tại sao nó lại có ích. Bây giờ, việc bạn cần làm là nghĩ ra hai con số A và B mà A nhân B sẽ bằng với 4 nhân với trừ 21. Vậy là A nhân B sẽ bằng 4 nhân với trừ 21. Chính là bằng trừ 84. Và cũng hai số đó, tổng A cộng B cần phải bằng 25. Để mình làm rõ ra nha. Đây là 25, tổng của chúng cần bằng với 25. Số 4 là lấy ở đây ra, 4 nhân với trừ 21. Vậy hai số nào thỏa điều này? Bạn phải nhìn vào các ước của trừ 84. Bạn sẽ thấy rằng một số sẽ phải là số dương và số còn lại sẽ là số âm, bởi vì ích của chúng là số âm. Bây giờ hãy nghĩ đến các cặp ước số khác thỏa điều kiện này. 4 và trừ 21 nhìn có vẻ được, nhưng khi cộng chúng lại, mình được trừ 17. Hay nếu mình có trừ 4 và 21, mình sẽ được dương 17. Không đúng rồi. Thử cặp khác xem nào. 1 và 84, hiệu của chúng lại quá lớn. Bởi vì tích của chúng âm, nên sẽ có một số dương và một số âm. Do đó, hai số này sẽ cách nhau rất xa. Xem nào, mình có thể chọn 3. À không, mình đi nhanh quá rồi. 2 và 42 trước nha. Một lần nữa, vẫn còn cách quá xa. Trừ 2 cộng 42 là 40. 2 cộng trừ 42 là trừ 40, quá xa. 3 và xem nào. Ở đây mình sẽ lấy 84 chia cho 3. 8 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Hạ số 4 xuống. 24 chia 3 vừa đúng được 8. Vậy là 3 và 28. Ta được số 3 và số 28. Một trong hai số này phải là số âm, nên nếu mình có trừ 3 cộng 28, mình sẽ được 25. Giờ mình đã chọn được hai số, nhưng bài này không đơn giản như những bài trước. Khi mà hệ số biến bậc 2 là 1 hoặc trừ 1. Giờ mình sẽ cần tách đơn thức ở ngay đây. Mình sẽ tách nó ra thành 28x và trừ 30x. Cộng 28x và trừ 3x. Mình sẽ chỉ tách đơn thức đó. Phần này chính là đơn thức đó. Và tất nhiên mình có trừ 21 ở đó và mình có 4x bình phương ở đây. Bây giờ bạn sẽ thắc mắc tại sao mình để số 28 ở đây, còn số trừ 3 lại đặt ở đó. Bước này rất quan trọng. Mình thấy là 3 hoặc trừ 3 và 21 hoặc trừ 21 chúng có nhân tử chung với nhau. Cụ thể, chúng nhận 3 làm nhân tử chung và 28 với 4 cũng có nhân tử chung. Vậy mình nhóm 28 về phía số 4 và bạn sẽ hiểu ngay đây thôi. Nếu mình nhóm lại như vậy, phần bên này sẽ thành 4x bình phương cộng 28x. Còn phần bên này mình sẽ dùng màu hồng, sẽ là trừ 3x trừ 21. Mình chọn nhóm như vậy là có lý do. Mình nhóm trừ 3 với lại trừ 21 vì chúng đều chia hết cho 3. Và mình nhóm 28 với 4 vì chúng đều chia hết cho 4. Và bây giờ trong mỗi nhóm mình sẽ phân tích thành nhân tử triệt để nhất có thể. Cả hai đơn thức này đều chia hết cho 4x. Nên phần màu cam sẽ bằng 4x nhân cho x. 4x bình phương chia cho 4x thì chỉ còn x. Cộng 28x chia cho 4x
được 7. Đến nhóm thứ hai, hãy nhớ bạn phải rút tất cả nhân tử chung ra ngoài. Cả hai số hạng đều chia được cho 3 hoặc trừ 3, nên hãy đặt trừ 3 ra. Và phần này sẽ thành x cộng 7. Và giờ bạn sẽ thấy có điều đặc biệt xuất hiện ở đây. Mình có x cộng 7 nhân 4x cộng với x cộng 7 nhân trừ 3. Vậy mình có thể đặt x cộng 7 ra ngoài. Điều này không dễ để thấy được. Bạn có lẽ không quen với việc đặt nhân tử chung. Nhưng bạn có thể xem đây như là nhóm A. Lúc đó mình có 4xa trừ 3a. Mình sẽ đặt nhân tử A ra ngoài. Và mình có thể viết cái này thành một dấu trừ. Mình sẽ xóa dấu cộng ở ngay đây. Bởi vì nó chỉ là trừ 3 thôi, đúng không? Cộng cho trừ 3 cũng như là trừ cho 3. Vậy mình có thể làm gì ở đây? Mình có x cộng 7 nhân với 4x. Mình có x cộng 7 nhân với trừ 3. Hãy đặt nhân tử x cộng 7 ra ngoài. Mình được x cộng 7 nhân cho 4x trừ 3. Trừ 3 ngay đây. Và mình đã phân tích đa thức xong. Mình đã phân tích đa thức bậc 2 thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và phân tích nó thành hai nhị thức. Hãy làm một ví dụ khác nào. Nó hơi rắc rối một chút, nhưng khi bạn đã quen rồi thì sẽ thấy khá là thú vị. Ví dụ, mình muốn phân tích thành nhân tử 6x bình phương cộng 7x cộng 1. Cũng giống như ví dụ trước, mình muốn tìm tích của A nhân B bằng với 1 nhân 6, tức là bằng 6. Và mình muốn tìm tổng A cộng B để bằng 7. Bài này tương đối dễ. Mình có thể thấy khá rõ ràng là 1 và 6, phải không? 1 nhân 6 được 6, 1 cộng 6 được 7. Vậy mình đã có A bằng 1, mà thật ra mình cũng không gọi là A và B ở đây. Hai số này sẽ là 1 và 6. Giờ mình sẽ muốn tách cái này thành 1x và 6x. Nhưng mình phải nhóm các hạng tử để sao cho chúng có nhân tử chung. Vậy ta có 6x bình phương ở đây, cộng với... Mình sẽ đặt 6x trước vì 6 và 6 có cùng nhân tử chung. Và sau đó mình sẽ có cộng 1x, phải không? 6x cộng 1x được 7x. Đó chính là điểm mấu chốt. Chúng phải cộng lại được 7. Và cuối cùng mình còn số cộng 1 ở đó. Giờ trong mỗi nhóm bạn có thể đặt nhân tử chung ra. Trong nhóm đầu tiên hãy đặt 6x ra ngoài. Vậy nhóm đầu tiên này sẽ thành 6x nhân cho 6x bình phương chia cho 6x thì được x, 6x chia cho 6x thì được 1. Và sau đó nhóm thứ hai mình sẽ có một dấu cộng ở đây. Nhưng trong nhóm thứ hai mình chỉ còn lại nhóm x cộng 1 mà thôi. Hay mình có thể viết là 1 nhân với x cộng 1. Bạn có thể hình dung là mình rút 1 ra làm nhân tử chung. Giờ mình có 6x nhân với x cộng 1 cộng 1 nhân x cộng 1. Vậy mình có thể rút nhân tử chung x cộng 1 ra. Nếu mình rút x cộng 1 ra, nó sẽ bằng x cộng 1 nhân với 6x cộng cho 1. Mình vừa thực hiện xong tính chất phân phối theo kiểu ngược lại. Hy vọng là nó không quá khó. Và bây giờ mình sẽ giải thích tại sao phương pháp này lại hiệu quả. Hãy lấy một ví dụ. Giả sử ta có ax cộng b nhân cx. À, thật ra nếu mình tiếp tục dùng a và b nữa thì mình nghĩ sẽ làm bạn rối. Vì mình đã dùng a và b ở đây rồi. Chúng không giống nhau nha. Vậy hãy dùng những chữ cái khác đi. Giả sử mình có fx cộng g nhân với hx cộng, ta sẽ dùng j thay cho y. Sau này bạn sẽ hiểu tại sao mình không muốn dùng y để ký hiệu cho một biến. Vậy cái này sẽ bằng với gì? Nó sẽ là fx nhân hx, chính là fhx bình phương. Và sau đó fx nhân j, vậy là fjx. Rồi mình sẽ có g nhân hx, vậy là ghx. Và rồi g nhân j là cộng cho gj. Hay nếu mình cộng hai hạng tử ở giữa, mình sẽ có fh
nhân x bình phương cộng với tổng của hai hạng tử này fj cộng gh tất cả nhân x cộng gj. Vậy bây giờ mình có gì ở đây? Hãy nhớ ở tất cả các bài toán mình đã làm mà nó có hệ số khác 1 hoặc trừ 1 ở đây thì bạn cần tìm hai số mà có tổng bằng số này và có tích của cụm này. Giờ đây mình có hai số mà cộng lại, giả sử A thì bằng với FJ, đó là A, và B thì bằng GH. Vậy A cộng B sẽ bằng với cụm hệ số ở giữa. Và A nhân B sẽ là gì? A nhân B sẽ bằng với FJ nhân GH. Mình đang sắp xếp lại các chữ cái vì mình đang nhân một nhóm các số lại, vậy nó có thể được viết lại là F nhân H nhân G nhân J. Chúng đều như nhau. Vậy FH nhân GJ là gì? Nó bằng với FH nhân GJ. Nó bằng với hệ số đầu tiên nhân với hằng số. Vậy A cộng B sẽ bằng hệ số ở giữa. Và A nhân B sẽ bằng với hệ số bậc cao nhất nhân với phần hệ số tự do. Đó là lý do vì sao phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử này lại có hiệu quả. Hay bằng cách nào mà mình suy luận ra được A và B là gì. Giờ mình sẽ kết thúc với một bài hơi khác một chút để đảm bảo rằng bạn có một kiến thức vững về phân tích đa thức thành nhân tử. Mình sẽ chỉ các bạn phân tích thành nhân tử theo một cách triệt để hơn. Và đây chỉ là phần phụ thêm mà thôi. Mình đã từng thực hiện một video riêng về dạng bài này, nhưng nghĩ lại nó ở mức độ nào đó, nó có lẽ khá là dễ đối với bạn. Giả sử mình có. Bây giờ hãy tìm một ví dụ thật hay nào. Giả sử mình có trừ x mũ 3 cộng 17x bình phương trừ 70x. Bạn sẽ thắc mắc, đây đâu phải là đa thức bậc 2, bạn không biết cách giải nó. Bạn có x mũ 3, nhưng bạn có để ý thấy rằng mỗi đơn thức ở đây đều chia được cho x. Vậy hãy rút x ra, hoặc tốt hơn nữa là rút trừ x ra ngoài. Vậy nếu bạn đặt nhân tử trừ x ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn lại là trừ x nhân trừ x mũ 3 chia cho trừ x là x bình phương. 17x bình phương chia cho trừ x là trừ 17x. Trừ 70x chia cho trừ x là cộng 70. X ở đây sẽ mất. Và giờ bạn có biểu thức trong ngoặc nhìn khá là quen thuộc. Mình có một đa thức bậc 2 dạng chuẩn. Trong đó hệ số biến bậc 2 bằng 1. Mình chỉ phải tìm hai số mà tích bằng 70 và tổng bằng trừ 17. Và ngay lập tức bạn nghĩ ngay trong đầu là trừ 10 và trừ 7. Lấy tích của chúng, mình được 70, tổng của chúng là trừ 17. Nên phần trong ngoặc là x trừ 10 nhân với x trừ 7. Và tất nhiên không được quên trừ x ở ngoài. Ý tưởng chung ở đây là xét xem có nhân tử chung nào mà mình có thể rút ra hay không. Và nó sẽ đưa lại về dạng quen thuộc. Hy vọng các bạn sẽ thấy nó hữu ích. Nhắc lại điều mình nói ở đầu video. Nó là một mẹo hay giúp bạn phân tích thành nhân tử các đa thức nhận số khác 1 hoặc khác trừ 1 làm hệ số bậc cao nhất. Nhưng đến lúc nào đó bạn sẽ có cách dễ hơn để làm điều này. Đó là với